Hi, mình xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình với anh ông Trung tiếp tục đi thăm bẫy nha các bạn. Mà cũng hy vọng kiếm một con cuối tuần để có cái gì cho nó vui vui tí các bạn nha. Hy vọng là vậy thôi chứ còn không biết là như thế nào. Tại vì mùa này trên mình là cứ mưa miết à, không có rắn các bạn. Giờ tới cái bẫy đầu tiên nè, lộng ra. Trầm luôn. Sao kỳ vậy ta? Sao ghê ta? Mấy ngày rồi mình... 3 ngày, 4 ngày. Rồi xong rồi các bạn, cái đầu tiên là không dính nha các bạn. Lắc lên. Chắc đi bắt cua quá xong rồi. Ấy da, bắt cua, cua đây cũng nhiều lắm mọi người. Cua là cua càng hả? Cái tiếp theo các bạn nha. Vô mà thấy bắt đầu cái nó làm cái phì cái văng cái người gì dội người ra. 1 2. Rồi thấy bịch lúa không là hiểu rồi. Bịch mà nó đầy lòng luôn mọi người. Thiệt luôn, bịch mà nó đầy lòng luôn rồi đó. Mình chưa thấy dính con gì luôn. Cái vườn mít này hy vọng là anh em mình có hưởng thụ nha Tung. Thế nào chín là. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái gì vậy? Ngựa. Giỡn khỉ con đó mà giỡn. Ô kẹt đầu mày ơi. Bự người ta. Bự mưa chắc kỳ đó. À cái ngay cái chỗ đó bên tao bữa đợt bấm á. Đem. Con này to mà. To đầu to đùng mà. Không phải nó rút ra chứ không phải là bấm. Cái đầu cái gì. Nó rút cái đầu ra. Hả, mày đứng lên cầm đi mày. Coi chừng nó múc á. Con mấy con quỷ này nó dữ lắm các bạn nha. Rồi, hạ xuống, lụm á. Ủa coi cái trong đó có đem cái kìm đi không vậy? Có kìm thua luôn á. Hình như cái kìm tao lấy ra rồi sao vậy? Thấy không? Hình quá, có cái kìm rồi. Nè. Nó do nó phì thôi chứ nó cũng nhỏ mà. Nó phì lắm. Có được hàng rồi. Này nghe. Chiều nay về khai chiên nước mắm. Khai trương. Cái này nó mới vô, nó mới năng rồi. Ừ. Nó ăn chuột lâu lắc rồi mà ơi. Bịch lúa vô mà nó mới năng nè. Con này tính ra cũng bự chứ. Bự mà nó kỳ không biết. Bịch lúa còn mới chuột mới ăn tí. Hy sinh này. Hy sinh này. Có ấy không? Có gì? Có cái dây không? Cái dây cột không? Không. Hy sinh bắt kém thôi. Tàu nó bự. Bự giả mang luôn. Giả mang. Quá trời. Dừng lại đi. Yeah. Cái tiếp theo các bạn nha. Cái này hình như có ai đi vậy? Mắc bẫy hả? Có hàng nữa. Có hàng hả? Ừ. Lại ngựa nữa. Lại ngựa. Có ngựa. Sao nó đang ngựa dưới ta? Còn mình đâu có ai không? Sao xách ra chung? Con ngựa. Đi ngựa này to mày. Nó ói chuột ra rồi. Em ra. Hết hồn. Thằng. Hồn mày. Con này to ghê. Thôi con này nó bự các bạn ơi. Con. Ông nóng xịt thuốc cả tầng mấy chưa. Chưa thấy là trời con này to chung ơi. Chó mày ơi. Mày sao con ngựa không vậy trời? Ủa, to ghê không? Trời thúi. Ói ra thúi. Con này to ghê. Ừ. Quá to. Được. Hai em. Hai ngựa. Một ngựa kẹt đầu, một ngựa. Hai em này là được cái lỗ của Tư. Trời, nó đi vệ sinh kìa. Chó. Ủa sao cái lòng mình ở ngoài bên kia lộn lộn. Bút bên kia. Còn con này to chứ. Đó. Được rồi. Nó đầy ngựa không ta? Ừ, đầy ngựa không luôn. Quá ngựa luôn. Hay là mùa này ngựa đi không biết nha. Ở đây là bắt hơi bị nhiều ngựa rồi đó. Ừ, bị nhiều rồi đó. Nó ra tạp tên nè. Đó rồi. Đó. Quay làm vậy. Ủa
nhiên vậy? Bóp đuôi bò đầm. Cái cảnh tự cảnh tự nhiên nó quay cho các bạn xem mày mày né. Hai em ngựa, hai em ngựa. Chó sủa dữ ghê. Vô còn cắn nữa. Ừ, thấy chưa? Đó, vô ngay, vô ngay. Thấy cái làm khủng lồ các bạn nha. Hàng khủng vô. Bữa cái lòng này nó xảy nhiều lắm á. Rồi cái lòng như cái này, hình như cái con. Con chuột không á. Có chuột không? Nó còn hết trời. À, cái lòng bự vậy không dính rồi, cũng ghê rồi. Dính con kẹt đầu. Cái hàng rào này ngon lắm rồi nha, bên kia là trống, bên này trống. Là chỉ có hàng rào này nằm giữa thôi. Rắn là hay đi đó, bây giờ tới cái tiếp theo luôn các bạn nha. Cách nó 50 mét. Cái này là dính 2, 3 con vợn này nè. Mà không được to thôi, ký. Mất lòng. Không dính luôn. Hình như chuột chết gì chung. Cho lúa đi, qua đó cho lúa đi. Qua nó luôn. Cái tiếp theo các bạn nha. Đụm con mèo đi chung, hổ mèo á. Hoặc mèo rừng á. Mèo hoang, ngựa hoang, chuột đâu rồi. Không dính à? Chuột chết nhắc không ơi. Chết rồi, chuột đi bụi qua. Tạm. Chỗ này là triển vọng lắm luôn á, ngay cái đường luồn luôn á. Ngay đường đi của nó chung. Dính không? Xong luôn. Kỳ ra. Quá đẹp. Còn chua không? Dễ thì chết làm tổ luôn. Làm ổ luôn hả? Muốn gì quá trời luôn. Cái mà dính chắc rồi. Cái này là dời các bạn nha. Cái này là lâu lắm rồi. Dính rồi. Dính gì mà dính. Cậu thấy là không linh rồi. Ngay mà. Con này cho bá luôn. Chuột cho bá luôn cái gì. Cái này lâu lắm luôn mà không thấy dính nữa. Ông Trung đi bên đó các bạn ơi, mình đi bên đây. Chia nhau đi, đi cho nó lẹ. Khi nào mà có cái la làng lên nha. Có không? Đù, vô, đợi tôi có cái này đó. Để tôi có, ông tôi cho lúa bịch này đó, bịch này không dính, mà bịch này nó bị lật lòng nè. Lật lòng. Ủa cái này là con gì phá rồi. Dạ nó gì á? Hay là con chuột cống không nội? Để tôi coi. Vô có hàng các bạn nha, có hàng. Hấp dẫn nha. Ừ bự vậy. Đang tui hả? Đó. Dạ. Để coi coi. Thì quá. Phải không á? Cái thằng ông nội nó ngồi từ xa nó kêu anh khui rác không các bạn ơi, rác kính lòng luôn. Trâu thằng làm nó giật mình á. Trời ơi, làm nó tim bắn đập thua luôn á. Ông Trung làm mừng hụt các bạn ơi, ông đứng ở ngoài rác không mà ông là có rắn có hàng là mình mừng. Cuối cùng vô thấy rác không. Tiếp tục nha các bạn nha. Chỗ này êm lắm các bạn nha. Đá không. Góc hết đá không. Êm mà không ai êm tí nào hết trơn. Chuột chết cái gì ta. Chuột chết rồi các bạn nha. Không, chuột còn nữa. Hết lúa, cứ từ từ. Chỗ này êm lắm rồi, không có, chưa. Rồi, cái tiếp các bạn nha. Cái lỗ này chui vô, êm lắm. Có hàng không? Đâu rồi? Chưa thấy cái lỗ đâu hết. Ồ, chết quốc rồi. Mà êm ghê mà, khó thằng dính đâu. Trong này là giờ nó đi thì thôi các bạn nha. Cứu luôn á. Chưa dính.
Ủa lần này bị lật luôn. Hay có ai coi giùm mình không ta? Cái này không dính nha các bạn. Mệt. Cái cuối cùng các bạn nha. Cái cuối cùng lụm con đây. Con này êm lắm luôn, kỳ. Ôi, không dính luôn rồi. Êm ghê, không dính rồi. Đây các bạn nè. Kỳ vậy đó. Thôi, mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn nha. Mình cũng xin mến chào các bạn và hẹn các bạn clip tiếp theo các bạn.